Xin chào các bạn và các anh chị đã đến với kênh. Hôm nay thì mình sẽ làm thêm một món từ ốc nữa. Hôm nay mình sẽ làm món ốc bu nhồi thịt. Để làm cái phần ốc bu nhồi thịt ở đây mình sử dụng 1 kg ốc bu, 200g thịt nạc xay. Mình sử dụng thêm là cái phần nấm mèo, còn gọi là nấm mộc nhĩ, ớt và sả cộng mình tách ra từng lá như thế này, để ngồi mình bỏ vào trong cái phần ốc bu đó, khi mình hấp lên đó, thì nó sẽ dễ lấy ra nha các anh chị. Cái phần ốc bu nhà thịt này thì mình sẽ ăn với cái phần mắm gừng. Cái phần nước mắm gừng này thì mình làm là có gừng mình giã nhuyễn, ớt và mình cho ít nước mắm, đường, rồi mình cho cái phần chanh vào trong đây. Mình làm nước mắm gừng chua ngọt để mình ăn với cái phần ốc bu nhà thịt này nha. Trước hết ở đây, sau khi ốc bu này mình bắt về rồi nè các anh chị, thì mình sẽ ngâm với cái phần nước cơm khoảng 4-5 tiếng cho phần ốc nó nhả cái phần chất bùn ra và cái phần ốc nó được trắng lên. Thì sau đó thì mình sẽ rửa sạch và bắt đầu là cái phần ốc này thì mình sẽ đem đi mình luộc nha các anh chị. Mình luộc cái phần ốc này thì để mình lấy cái phần ruột, phần thịt ở bên trong ốc nè, cho nó dễ nha. Bây giờ thì mình sẽ đem đi ốc đi mình luộc nè. Cho ốc vào bên trong mình sẽ luộc những con bự cho nó nằm xuống dưới trước. Bự thì nó lâu chín hơn. Luộc cái phần ốc này tầm khoảng 4-5 phút cho cái ốc nó hơi chín thôi các anh chị. Chín quá thì ốc này nữa khi mình làm nó không ngon. Tại ốc này nó to to nên mình luộc khoảng 4-5 phút thôi. Nó sôi lên tầm khoảng là 2-3 phút rồi mình tắt bếp được rồi. Để mình lấy cái phần luộc, phần thịt ốc ra cho nó dễ á. Mình lấy nó còn sống cũng được, tuy nhiên sống thì mình lấy nó khó hơn nha các anh chị. Giờ thì mình sẽ cho vào trong đây. Đầu này mình đem đi luộc nha. Trong lúc mình chờ ốc thì ở đây mình sẽ thái nhuyễn cái phần nấm mèo này. Nấm mèo này cũng tùy thích nha. Ở đây thì mình sẽ cho 4-5 tay, còn các anh chị nào không thích mình cho khoảng là 1-2 tay cũng được. Các anh chị, sau khi mình nấu xong nè, nó chín rồi, bây giờ thì mình sẽ lấy ra cái phần ốc nha. Lấy ra xong rồi hồi mình rửa lại nữa. Cái phần ốc này bên trong cái mà ngay chỗ cái miệng nó cũng chưa sạch, cho nên mình lấy ra như thế này rồi hồi mình rửa lại luôn nữa nha các anh chị. Cái vỏ này mình giữ lại để hồi mình nhồi thịt vô nha, nhồi ốc với thịt vô. Nó mập kia nó ngon. Nó phải có trứng à. Để chừng tháng 2 tháng nữa là nó đẻ hết á. Ốc này sau khi mình lãi ra xong mình rửa với cái nước chanh á thì cái ốc nó không còn bị nhớt nữa nha các anh chị. Mình rửa xong rồi mình để ráo rồi, bây giờ thì mình sẽ xay hoặc là mình thái cái phần ốc này ra. Các anh chị có cái máy xay thì mình nên xay, còn nếu không thì mình thái ra. Mình đây thì mình sẽ thái cái phần ốc này ra nè. Sau đó thì mình sẽ bầm lại nha. Thái xong mình bầm cho nó nhuyễn vậy. Ở đây mình có thể mình bầm nhuyễn luôn cũng được và mình bầm sơ sơ cũng được luôn. Thì mình sẽ cho ốc vào trong đây để mình ướp này nha. Cho thịt vào luôn nha các anh chị. Cho nước mắm. Ở đây mình sẽ cho nửa muỗng cà phê nước mắm ngon để cho cái mùi tạo mùi thơm á. Sau đó thì mình sẽ cho 2 muỗng cà phê hạt nêm, một tí xíu bột ngọt nếu có ăn nha. Ăn bột ngọt thì mình cho vào. Sau đó thì mình sẽ cho hành cháy vào. Hành cháy và cái nước mỡ hành, cái nước hành cháy nè, mình sẽ cho vào trong đây. Mình sẽ cho tiêu vào, tiêu ăn được thì mình sẽ cho vào trong đây một muỗng cà phê, còn nếu không thì mình sẽ cho nửa muỗng thôi nha các anh chị.
tươi cho nó thơm. Đây thì mình sẽ cho thêm một muỗng cà phê đường. Nếu có ăn đường thì mình cho vào, còn không thích ngọt hay không thích đường thì mình sẽ giảm cái lượng đường, mình không cho vào nha. Sau đó thì mình trộn thêm đều. Nay thịt của mình nó hơi ít nè các anh chị, sẽ thêm 100g nữa nó sẽ ngon hơn. Còn mình đây mình cho 200 nó hơi ít á. Các anh chị cho thêm thịt nha để cho nó tạo kết dính. Tuy nhiên thì ở đây nó cũng kết dính rồi. Thì mình bắt đầu là mình cho vào trong khỏi phần ốc nha. Mình bớt cái thịt này rồi nè các anh chị. Ốc này thì mình sẽ cho nó rớt nước ra hết nha các anh chị. Sau đó thì mình sẽ cho cái cọng xả này vào trong đây. Để hồi mình lấy cái phần thịt ốc cho nó dễ á. Cho cái phần hỗn hợp này nè, nãy mình quết đó nè. Cái của mình nó cũng không dẻo lắm, cái anh chị phải thêm miếng thịt nữa thì nó sẽ dẻo, nó ngon hơn. Cái này ốc nhiều hơn thịt thì nó không có dẻo nhiều. Đây, sau khi mình ốc mình đã vô rồi, bây giờ thì mình sẽ đem đi hấp nha các anh chị. Hấp tới phần ốc này. Bắt cái nồi nước cho nó sôi nha các anh chị. Hồi nãy còn xả còn dư nữa, mình bỏ vào trong đây để cho nó ra mùi thơm đó. Nước đây nó sôi rồi mình sẽ bắt cái nồi này. Nồi ốc này lên mình luộc nha các anh chị. Mình luộc cái nồi ốc này trong khoảng là 5 đến 10 phút tùy theo mình làm cái nhân ốc có nhiều hay là nó ít nha. Đây thì mình làm vừa thôi, nó không có dung đầy, cho nên mình hấp ở đây khoảng là 8 phút và nó chín rồi, nó chín lắm rồi đó. Nếu các anh chị nào mà chúng ta làm cái ốc mà nó nhiều hơn thì mình hấp cái thời gian nó lâu hơn nha. Vẫn bắt cái lửa lớn để cho cái hơi nó lên nha các anh chị, để cho ốc này nó mau chín nè. Mình đây mình làm hơi thôi, mình sợ cái mồ hôi nó, cái nước cái mồ hôi nó nhiễu xuống á. Mình hấp cái này nó được 8 phút rồi nè các anh chị. Bây giờ thì mình sẽ vỡ ra cái trong đây, nó ra hơi nó thơm cái mùi xả lắm nè đó. Ồ, thơm mùi xả bát ngát luôn các anh chị ạ. Thơm lắm. Bây giờ nó đã chín rồi, mình sẽ tắt bếp nha. Tắt bếp xong rồi mình đậy nắp lại, mình để trong đây nó khoảng là 2-3-4 phút nữa nha, cho cái phần ốc này nó săn lại các anh chị. Đây, sau khi mình hấp cái phần gốc bu xong, mình để khoảng là tầm khoảng là 2-3 phút gì đó, mình cho nó săn lại như thế này nè các anh chị, rồi mình lấy ra. Rất hấp dẫn nha, nó thơm ơi là thơm luôn á. Và đây là cái phần mắm rừng. Mắm rừng này thì mình sẽ ăn với chung với cái phần gốc bu nè thịt nha các anh chị. Sau đó đây mình sẽ ăn thử cái phần ốc này nha các anh chị. Ốc này thì mình rút ra như thế này, nó rất là dễ rút ra nè. Bây giờ thì mình sẽ chan cái phần nước mắm gừng này vào trong cái phần ốc. Mình chan vô cho ăn cho nó thấm luôn. Chan vô như thế này nè các anh chị. Để
ra mình ăn luôn, ra luôn nó các chị, ra luôn. Yeah. Bây giờ mình xin mời các bạn các anh chị cùng thưởng thức nhé. Cái phần nước bên trong này nó rất là ngọt, cho nên mình sẽ hấp luôn cái phần nước bên trong. Rồi như thế là mình đã làm xong cái phần ốc nhồi thịt ngày hôm nay rồi các bạn các anh chị. Còn bây giờ thì mình xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn các anh chị trong những video tiếp theo của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.